cho anh hỏi em tên gì và hôm nay em đến đây tìm hiệp sĩ Hải. Anh Hải là có việc gì kể em nghe. Dạ, em tên là Phạm Thị Chi, em đến đây là nhờ anh Hải vô giúp em để lấy số tiền lại là em đã bị gạt hàng cao cấp, hàng đa cấp. Bị gạt hàng đa cấp. Dạ. Và khi tức hiện đến đây em cái vào một cái chính quyền địa phương hay là một công an nào gần cái báo cảnh báo vô. Dạ, em có lên công an phường đã có báo rồi, mà em cũng là trình lý do như vậy đó, mà nhưng là công an xã la em là đã bị lừa rồi ngu, và em cũng là có viết một cái tờ đơn là như từ lúc mà em vô công ty em đã làm những gì, và công ty đã kêu em mua xe gì đó, em cũng ghi là từ trước, em cũng là ghi miếng giấy gửi cho bên công an để lấy số tiền giùm em, nhưng là công an thì vô cũng chửi em mà nhưng không có nói chuyện nhỏ nhẹ, thì kêu em là ngu, đã bị lừa đảo rồi, nói em là nếu mà em đã đóng tiền cho ai thì kêu em về bên người đó đó, rồi nói với người ta như là nói với người ta số tiền em nó bao nhiêu đó, rồi bàn thử coi người ta có là giải quyết cho em không, rồi bên xã bên công an phường thì họ nói với em là không có nhúng tay vô vụ này được, mà nhưng em thấy là vụ lừa đảo là trắng trợn, tại vì bắt em đi mua xe đầu tiên thì vô học thì nói với em là một ngày được 395.000, còn lúc mà em đi mua xe thì nói thì mua em cái xe được 45.550, mà em đi ra bán liền là chỉ có 24 thôi, là bây giờ em mua sản phẩm là 13.590, rồi nói với em là đi mua xe xong rồi em cũng có hỏi là như là em mặn như vậy nè, là một ngày có lương không, có thu nhập không, thì người ta cũng nói em là mặn cũng có mặn cũng chẳng có, mà nhưng em thấy là một tháng mấy nay mà tiền em không có, mà thấy tiền em mắc mấy chục triệu mà tiền em lúc nào cũng trước khi em tham gia vào công ty đa cấp này, để các bạn tìm hiểu về công ty này và công ty này có tên tuổi như thế nào không, có giấy phép kinh doanh không? dạ em thấy là chỉ phát tờ rơi thôi chứ còn công ty không có báo hiệu. Đến phát tờ rơi là em nhận được tờ rơi. Dạ em nhận được tờ Tờ rơi. rơi như thế nào? Rồi mở đưa lên trình lại, đưa lên cao xem đưa sát vào camera. Và những cái này là những cái tờ rơi mà của công ty này đã em nhận là tuyển nhân viên Dạ làm phải dạ không? dạ Đó, rồi. Còn những cái sản phẩm mà em mua của công ty này để bỏ tiền một số tiền lớn để mua công ty này, những cái sản phẩm nào, những cái sản phẩm này đưa lên đây có Dạ, tiền không? đây là Thứ một nhất là em chai đưa chính cho ra đây là dầu gội. Dầu gội. dầu gội Dạ. rồi Dạ, một chai sữa tắm. rồi mà bây giờ nè, cái những cái sản phẩm này là một cái sản phẩm là bao nhiêu tiền, Dạ, cái chai sữa tắm này là tỷ giá của chúng 800. tôi tay đó, đó là đúng rồi. Là 850. 850 một cái chai sữa tắm này Dạ. và cái chai kia. Cái chai này là 790. Rồi, rồi tiếp tục. Còn cái bát xương trà là 360. Điều vuông bánh này em, vuông bánh này, để mọi người thấy. Đó là bắt bát xương xương trà. trà, đúng không? Rồi, Dạ. cái kia. Gói hộp này là collagen là giá 1.100.000. Collagen này là uống để trị chị thâm nám với căng bóng da mặt vậy đó. là em vô là em bỏ một số tiền bao nhiêu mà em mua bốn cái bốn loại sản phẩm này là tổng cộng bao nhiêu Tổng cộng nó tới 7 sản phẩm rồi, 7 sản rồi, nó có mà còn. 7 sản phẩm còn đây có đây không? Dạ không, không đủ. Vậy là em chỉ có 4 sản phẩm đem theo Dạ, thôi phải không? dạ. Và cái số sản phẩm này là em bán trong thời gian được bao lâu? Như là lấy luôn, nếu mà ví dụ như là cái số sản phẩm này hết chân là 7 món là 13.950, như là em kiếm thì em muốn lấy cái sản phẩm hàng trước em lấy, còn bao nhiêu thì gửi về bên công ty về kho, thì nào sản hết thì anh có quyền được báo với cấp trên mình sẽ lấy thêm Và sản trong phẩm. thời gian em bán đó là được bao nhiêu, ví dụ như em lấy 13 triệu 500 phải không? Dạ. Và trong thời gian em bán đó là được bao nhiêu, em biết cái số tiền được không? Không, em mua bán. Của em đi bán số hàng này là em mới biết thu nhập là ví dụ như chứ hay là em mua thôi em cũng bán Em mua thôi không bán, chứ đi vô là đi vô đúng không, em nói nghe cái lúc mà mấy người này thì mới vô giống em thì chưa vô làm, như thật sự em cũng vô làm 3 ngày rồi, như em về em lên cái bữa thứ thứ bảy tuần rồi á, lên vô chu bi á, gặp về thấy chồng em nói em ơi công ty của em sao tự nhiên bị lừa đảo như này nè, em cũng không tin nữa, em đang ngồi ăn cơm mà em thấy đăng lên YouTube á là em có quen một cái chị tóc cục, là chỉ là chị Loan á, chị đó nếu mà em vô là chị đó là cấp trên của em rồi, vậy em thấy gì công ty lừa đảo thì tự lương dư đó, rồi em á thấy
rồi thì mấy chúng ta đã trưng bày đó là mỗi một cái điện thoại có SIM riêng hết, là anh khách ở đây này nè, là nó sẽ điện vô cái điện thoại đó, là có một người ngồi trong cái bàn đó để nghe điện thoại. Như là tôi là phòng nhân sự nè, phòng nhân sự xin nghe như là chị muốn xin công việc làm hay gì, thời vụ hay chính thức nó vậy đó. Rồi xong rồi chị ở đâu, rồi chị tới đó đi, rồi em sẽ ra lướt chị này kia. Thì em thấy ba bữa liên tiếp, hình như là em là thấy là chỉ đi khắp đều rơ với là cái đó thôi. Là em thấy lúc đó em vô nha, là em chưa biết, tại vì lúc trước công ty nói em là đi vô đi, công ty sẽ hỗ trợ hết. Nhưng thực ra đi vô em hỏi những người kia là em thấy là em đã chọn sai rồi, mà nhưng giờ em đã dính vô rồi, em không giờ đó được. Tại vì em hỏi mấy người kia, tại vì anh biết không, anh vay 37 triệu ngân hàng mà em đóng một hàng tháng tới 2 triệu 8 mà nó tới 2 triệu 8 là mà thật sự luôn là tháng em chưa đánh luôn. Em vô mấy người kia nói, em hỏi mấy người kia, anh ơi chị em vô vậy bữa hôm giờ cái tiền ngân hàng có đòi anh không, có đóng không, em nghe nói là nhầm người ha, là từ lúc vô tới giờ là chưa đóng ngân hàng luôn, mà kêu em phải bỏ cái SIM. Công việc của mình là chính, còn mình nợ người ta thì từ từ mình hoàn thành trả, sau này mình có số tiền nhiều mình sẽ vô trả hết một cái một. Là khi em vô công ty này là cái SIM đó là cái SIM tội nghiệp của nó hay là em tự mua? Em tự mua cái SIM lúc mà mua dây tiền á, là SIM của em. Rồi sau này mấy bữa nay em chưa đóng điện thoại, nó bỏ cái SIM, bỏ cái SIM đó. Bây giờ thế này, anh em đây ra một ý kiến, bởi vì nghe em phát được, em nghe được thông tin là em kiếm được tờ rơi, từ khi em kiếm tờ rơi xin việc làm trên mạng, và hiện nay thì người ta giao cho em là một cái chị Hồng nào đó đúng không? Yeah. Giao cho em rất nhiều tờ rơi để có thể đi phát, để có thể đi lừa người khác đi. Mình cứ cho là đi lừa người khác. Bây giờ anh em, các anh em ở đây đang gọi thử một cuộc điện thoại để cho các cô chú anh chị mọi người xác nhận nha. Rồi mời em có thể em nói chuyện, em đóng giả một người khác, giả bộ xin việc, em có nói chuyện bình thường. Ok chưa? Em cứ là đóng giả một sự việc, em gọi nói chuyện bình thường, em nghe nói chuyện lớn nha, nói chuyện lớn lên chút xíu nha. Để thử người ta họ trả lời như thế nào. Tắt máy rồi. Dạ, nhưng mà tắt máy xuống. Mình có máy xuống. Nó nhiều lắm. Không, hình như là em thấy một ngàn in một máy khác nhau. Một ngày. Nó nhiều số mà. Đó, thế ba con làm được cái gì? Này 12 nè. Nó nhiều số lắm. 04. Đâu còn số nào khác không em? 04. Rồi mình gọi số khác nha. Cô chú chị chờ xíu nha, gọi số khác nha. Số là nhiều, tại cũng lên nha, rất nhiều người nha. Một ngày là nó in một cái khác nhau hết á, nhiều lắm. Một ngày là in một cái cách khác nhau và cái số khác nhau. Dạ. Và người tiếp khác nhau. Đây là chị Linh nha. Vừa là chị Hồng, bây giờ là chị Linh ha. Thuê bao luôn. Vậy là bỏ SIM hết. Bỏ SIM rồi. Những cái SIM này SIM khác hết. Tất cả số lừa đảo. Thì em nói là bác SIM mà. Đây nha. Cô chú chị xem nha. Đây nè, đó. Hai số nha. Số này số thứ ba này. Số này anh Lương. Anh Lương. Anh Lương, tiếp tục gọi anh Lương này. Là nó phát xong đúng không? Là nó, nếu mà có người như tầm giác 2 ngày có người điện loại giấy, còn có người là nó. Cái lúc mà nó in cái bản khác, nó in mỗi bản khác là những cái tất cả cái SIM này là sẽ bỏ hết. Tại vì mấy cái người vô mà giống em á, là chỉ mới là vô là chỉ là đóng tiền thôi, chứ thật sự là chưa vô làm, chứ thật sự là em đã vô lo công ty lâu. Hiện nay là số thứ 3. Ba số luôn. Ba số, đây là anh Lương nha. Anh Lương. Anh nghĩ như thế này nè, một ngày nó phải dịch cái cho tên dụng 20 số đi, 20 số đó nó chỉ cấp một ngày thôi. Không anh, một cái bản in là 800 tờ. 800 số. 800 tờ này. Mà mấy cái mà anh nghĩ thì đi một cặp, mà hình như là đi là giống như là đi tới 10 cặp lắm. Một người cũ trả cho một người mới. Như là một phát nó sẽ 400, như em sẽ phát bằng nữa, anh kia sẽ phát bằng nữa. Mà đi cho rất là nhiều cặp, sẽ rất là nhiều nơi. Đi phát cho rất là nhiều nơi. Mình phát xong ý nó là cái nghỉ một ngày đó rồi. Đúng rồi, cái này là em nghĩ là cái này là cái bản cũ nè. Nó xin cái bản mới nữa. Là cái lúc trước nha, của em có vô làm đó là nó để lên là tuyển làm bên sản xuất trà. Còn này vô là nó sẽ tuyển là bộ sản phẩm sản xuất bột sữa. Khác nhà đúng không? Khác nhau nhiều lắm. Khác thanh, khác nhà bên cái đề này anh. Đúng rồi. Khác nhà có tròn toàn. Khác nhà có tròn toàn. Mà một cái ven to một ngày 2 ngày nó sẽ in ra một cái mẫu khác. Tất cả những số điện thoại đều ở đây đều là thuê bao hết, mà một ngày là mấy chục số như thế này. Ở đây là một cảnh báo cho những sinh viên, những người mà thiếu hiểu biết đó, những người thiếu hiểu biết mà để cho một cái
bên lừa đảo như thế này là rất là phức tạp và tiền mất tật mang. Như em này hiện tại bây giờ là mất hết bao nhiêu tổng cộng gì? Em muốn xe thì bán lỗ ra 24 triệu, 24 triệu là tiền mặt, còn em đóng thêm 10 triệu, 10 triệu tích lũy nữa là 10 triệu là 30 mấy triệu của em. Em có thể nhắc lại cái chai này là chai gì? Chai sữa tắm. Chai sữa tắm là trị giá là bao nhiêu tiền em? 850. 850 ngàn. Dạ. Rồi, một chai đầu tiên. Một chai đầu tiên. Sản phẩm thứ hai, cái này là gọi cái gì em? Dầu gội. Dầu gội là gội trị cái gì em? Trị rụng ngăn rụng tóc với bóng, rồi nuôi dưỡng da tóc gì. Em đã xài thử chưa? Dạ em có xài. Rồi, xài mấy chai rồi? Em mới xài chưa hết, em hình như dùng tóc chưa? Mình dùng tóc chưa? Em ít gội lắm, nói chung là cũng bình thường như tất cả cái sản phẩm khác thôi. Rồi, chai này trị giá bao nhiêu tiền? 790. 850, đúng không? Rồi, hai sản phẩm. Đây là cái gì, chai này gọi là cái gì, tên là cái này là collagen. Collagen là điều trị là cái gì đấy? Trị nám, là trị căng bóng da mặt của mình. Em hiện nay em điều trị chưa? Em thì như uống được có mấy ngày. Em đi khám bệnh chưa? Không, em đi khám lên Sài Gòn khám chưa, lên Hòa Hảo khám chưa? Chưa khám đúng không? Ngày mai em đi khám ngay lập tức cho anh nhá. À, sát rồi, thấy cái thương hiệu nó tên gì luôn không? Cái nhãn hiệu này cái hiệu gì? Collagen. Rồi. Đấy nha. Sản phẩm thứ ba, cái chai này bao nhiêu tiền? 1 triệu mốt. Wow. Em bên ngoài đường là bán bao nhiêu tiền? Em không biết. Rồi. Thế còn cái sản phẩm này là cái gì đây em? Bách xương trà. Bách xương trà, cái này điều trị cái gì đây em? Uống trị mắc gan, là lúc mà mình ngâm uống thì cho nó thải độc cái chất độc tốt. Em đã cho gia đình uống, em uống chưa? Tại sao em cho gia đình uống những đồ tốt mà? Những đồ này đồ tốt mà. 360 ngàn. Rồi. Đây, kính thưa tất cả quý chú anh chị và bạn, nếu như hôm nay ai xem là những cái thương hiệu này của hàng đa cấp này, nếu như ai gặp phải thì hãy tránh né đi. Đây là hàng không có của công ty nào sản xuất hết. Những cái dán mặt là còn là lừa dối hết. Đây quý chú anh chị. Đó, bắt xin trải ra những cái chai mà có tiền tiểu đây nè. Hiện nay là 4 sản phẩm, còn theo như em trình bày là còn 3 sản phẩm nữa là tiếp tục 3. Sữa non gì đó làm đợt khoảng em mới hai tháng rồi là mới ra thị trường, là cái sữa non đó là giá cũng là bằng cái coi giá là 906. Đúng rồi, với một cái chai kem dưỡng da mà Mỹ Châu là giá 190, với còn một sản phẩm nữa là 2 3 4 6, còn một cái sản phẩm nữa là điều trị về cái gì? Sữa non. Cũng sữa non luôn, hai sữa non. Bây giờ cho anh hỏi này, tổng cộng theo em thì mày dạng cao nhất là collagen là 1 triệu mốt đúng không? Dạ, đúng mà còn có 100 mấy có, thì bây giờ anh hỏi em là tổng cộng 13.500.000 em mua những thứ gì? Thì được 7 thứ. Bảy thứ là dạ. Số này là 13 triệu đấy hả? 7 thứ mà nhân mấy chứ phải 7 thứ là 13 triệu đúng không? 7 thứ mới mà làm 13 triệu 500. Hiện nay còn những đồ còn lại em đang để đâu rồi? Ở nhà còn cái máy răng thôi. Thế tại sao em bán này, em tính cho anh hỏi này, em dự kiến mua những sản phẩm này để làm gì? Về xài. Về xài, em xài, em nếu dự kiến là mua 13 triệu rưỡi em xài khoảng bao nhiêu năm? Theo nha, người ta tư vấn thì em xài bao nhiêu? Cái này là xài chỉ là một tháng, 2 tháng thôi. Một tháng, 2 tháng? Thế như cô theo này là anh xài một tháng. Một tháng là một chai? Ừ, một tháng là một chai. Mà bây giờ nếu mà 10 mấy triệu này thì rất nhiều chai. Đúng rồi, em còn một cái đơn là 10 triệu, 10 triệu của em là hình như là 7 hộp đâu 1 triệu mốt. Rồi. Như còn 9 hộp collagen như thế này ấy, theo cái lời chia sẻ mà mô tả của em là 13 triệu rưỡi rất nhiều sản phẩm. Dạ. Em dự kiến là khi em đi họp báo hoặc người ta truyền đạt cho em là trong gia đình bao nhiêu người được xài? Không ai xài. Những cái sản phẩm này chỉ một bên em xài thôi. Đúng rồi, em chưa có cho người ta có cho mình bán không? Dạ không. Không. Bởi vì sao? Những cái sản phẩm này uống vô là phải đi chích ngừa. Rồi, uống vô phải đi cấp cứu nhập viện. Vì vậy cho nên anh nói chuyện rất nghiêm túc. Vì vậy cho nên người ta không dám để cho một mình em ra đi. Nhá. Được chưa? Bây giờ ấy, là ý em hôm nay ấy, là em muốn về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là cụ thể vụ việc rõ ràng làm sao? Em muốn trình bày, em muốn cảnh báo hay sao? Dạ. Em muốn trình bày cho anh hiệp sĩ Nguyễn Hải. Và em như có bị lừa gạt đó rồi, mong chú là như là lấy tiền lại giùm con, số tiền mà con đã mất á, số tiền là con đã đóng cho công ty mà nhưng đóng thì mất mà nhưng mà trong này một tháng nay thì con mặn thì không thấy tiền đâu, nhưng mà cũng thấy thành tiền cũng ra không. Rồi em cũng muốn
muốn là nhắc nhở những cái người mà thiếu hiểu biết như em đã bị lừa gạt rồi. Thì em có muốn nhắc nhở gì tất cả những người mà sau này để gọi là có rút kinh nghiệm và để cái một cái bài học này mà không bị lừa nữa. Em cũng nói như là em cũng mong là mấy anh em cũng lên đây là mấy anh chưa thấy cái tờ lơ này nè, có phát ở trong nhà trọ nên mấy anh nói là cũng tránh xé, nên là tránh xa ra và đừng có điện và cũng đừng có vô ở cái tình trạng lừa đảo cho em như gì. Em cũng đã lừa gạt hết, cũng là cũng tin đó, để cũng điện lên cũng như là mà tin và người ta đã lừa gạt em đó là một chiếc xe em mua là 40 mấy triệu mà em bán ra thực sự có 24 thôi. Bây giờ em cho anh hỏi thế này, bởi vì nhiều người đang thắc mắc, bản thân anh cũng đang thắc mắc nha. Em vô xin việc làm đúng chưa? Khi em không có tiền, người ta dụ em hay tự em đi mua một chiếc xe mới tay ga? Người ta kể không, người ta là sẽ giải thích cho em cho em là hai công việc lựa chọn, là một bên đó là lựa chọn bên đây là sẽ có nhiều quyền lợi cho em, là cái quyền lợi thứ nhất là nếu mà em làm trên 3 năm đó, thì công ty nó sẽ là đóng bảo hiểm thọ nè, rồi nhân thọ trong gia đình mình luôn, rồi mình có thể là đi một năm là 12 chuyến trong nước đi chơi này kia, nó rất là nhiều cái quyền lợi cho mình đó. Như ai vô thấy ai cũng ham hết, ai cũng rất là ham. Còn nói là thu nhập có thể là mười mấy triệu tháng, nếu mà mình lâu á nhiều khi mà cũng được mấy chục triệu. Như những người mà vô á là câu lạc bộ đặc biệt, cô là bộ đặc biệt là lừa được đẳng cấp nhất, rồi, lừa được đại gia, lừa được đại gia, đúng rồi, cái đó là sẽ nhiều hơn mấy chục triệu gì đó. Cho nên là cái lúc mà ai mà mặn mà như là thiếu tiền thì nó không tiền ai cũng rất là tham. Xong xuôi rồi ai là người đi mua xe? Rồi anh có một cái người đó hướng dẫn tên gì? Anh đó chị Hà, người đó là chị Hà, rồi chở đi mua xe, rồi lên đó thì người ta cũng dẫn hỏi em đó là mua xe để làm gì, thì em nói là mua xe đi làm thôi. Nhưng mà em đã được người ta tư vấn sẵn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là cái chị Hà đó giúp em lừa em tư vấn trước của công ty rồi đúng chưa? Dạ, sim là sim của công ty luôn, sim của người đó mua để gắn điện thoại vô là cho sim số điện thoại như là có là đó. Khi em đến mua xe dạ, là cái hãng cho xe đó hay. Bán xe trả góp là yêu cầu là phải liên hệ được người thân. Dạ đúng rồi. Là chính cái chị Hà đó cho số giả đúng không? Dạ, đúng rồi. Cho hai số điện thoại và điện và công ty nó sẽ nghe. Rồi lúc mà em đậu xong rồi là lấy xe ra thì có anh sim á, anh hỏi em á là giờ em muốn bán hay muốn cầm. Em mới nói nếu bây giờ em bán thì bán luôn chứ cầm bây giờ nếu em cầm mà em chưa làm được nữa. Anh hỏi này, tại sao người ta dụ em đi mua xe xong mua xe xong người ta lại dụ em đi bán đi cầm để làm gì? Cái đó thì em nghĩ là mua sản phẩm tại vì em có lúc mà trước khi mua xe em có hỏi là nếu ví dụ em có mua xe này rồi công ty nó có như là hỗ trợ cho em không, rồi công này anh có anh trả lời em là được mà nhưng là 20% hỗ trợ cho em 20% đến 50% là phải là làm theo quy định của công ty, nó là công ty sản đến giờ phút này là xe của em đã ra đi. Dạ, mua cách chúng lừa, chúng đưa em đi mua và chúng đưa em đi bán đúng chưa? Dạ. Rồi nhưng mà số tiền nó bán xong là tiền đâu rồi? Cái người đó chuyển khoản cho anh đó đi rồi. Bán luôn rồi em mới nói cậu chẳng cũng có em cũng có em đi nữa là rút tiền mặt mà nhưng em thấy là thẻ ATM đông quá rút thì đau lắm mà hồi đó em đi mua xe với đi về tới Hoa Lăng luôn là 6 giờ rưỡi rồi mà em chưa về công ty chưa về tới nhà với cha mẹ em thì rất là nhiều cái xong rồi cái đi bán cái xe được 24 triệu là chuyển tiền vô cho anh xung đó chuyển tiền em gì chuyển tiền vô là bán xe 24 triệu rồi rút em mới vô là tiền điện thoại rút đi em kêu anh xung vô tiền điện thoại rút đi bao nhiêu tiền lãi em chịu là em rút được 24 triệu rồi tiền lãi 200 mấy rồi em mới về là cái số tiền đó em sẽ chia ra như là em mua sản phẩm là 13.590 bắt buộc phải mua dạ đúng bắt buộc phải mua xong rồi cái em trả 6 triệu cho anh là cái tiền mà đóng trước của em á mua xe trả trước 6 triệu á mua trả xe trước 6 triệu là em trả cho anh luôn còn cái số tiền còn lại là 4.100 mấy đó rồi ông kêu em á là giữ lợ là còn 2.500 là em lên trả lấy cái bánh số xe với tờ bẹt của dưới cái căn cước em lợ rồi còn 1.500 thì em để em xây sở ăn uống mà sự là 1.500 em có xây sở uống mà cái lúc mà em vô câu lạc bộ đặc biệt á là người ta cho em là hai cái thử thách, một thử thách là bắt bắp dạ, bắt bắp ngoài đường dạ đúng rồi làm rồi. 150 trường hợp là 1.500 anh nghĩ đi nếu mà trong vòng một ngày anh làm một ngày sao em đổ cống luôn không, em phải thôn em đổ cống luôn em phải
sức tiền 1.5 triệu đó ra. Bộ người tống em mất 1.5 triệu, em hy sinh luôn. Đó, em lấy tiền 1.5 triệu của em lại vô đó. Xong rồi cái quán, cửa án thứ nhất. Rồi qua cái thứ hai là kêu em là từ cái thứ chiều phải đóng là kiếm tiền đâu là đủ 31 triệu. Ông nói với em là 31 triệu là anh không được tới. Em kiếm được anh sẽ hoàn tiền trả lại. Em mới chị xin là 15 triệu. Về xin chồng. Dạ. Về xin chồng 15 triệu. Lần cái nói hỏi là cái gì mà xin 15 triệu rồi. Chồng đưa chưa? Chồng đưa tiền chưa? Dạ, không. Xong rồi cái không có đưa, anh nói là cái công ty gì mà đóng 15 triệu. À, em cho anh gặp mặt người đó đi, nếu mà đưa xong mà trả lỡ thì anh đưa. Rồi em thấy rồi chồng em thấy gì thôi em cũng mấy. Rồi cái em chỉ cầm cái số bảo hiểm em 10 triệu. Ôi trời, anh trộm số bảo hiểm đi luôn à? Đúng số bảo hiểm luôn chẳng. Số bảo hiểm đâu rồi? Anh trộm đâu rồi? Trời đất quỷ thần. Em mấy mét mặt anh chụp luôn á. Mua luôn. Rồi em số còn mấy triệu nữa? Số bây giờ còn mấy triệu? 10 triệu là bên đó chắc anh đi luôn. Bên dắt đi cầm. Mà có 9 ngày thôi mà ăn em 11 triệu 500. 9 ngày ăn 11 triệu 500 là tiền lời hay gì? Tiền lời luôn á. Tiền lời chiều gửi. Tiền lời. Tiền chiều gửi. Trời ơi. Em mà sao anh hỏi em nè, trong cái thời gian em tham gia vào công ty đa cấp này là khoảng thời gian bao lâu? Em đi vô là công ty này là ngày 22 tháng 4. 22 tháng 4. Là gần 2 tháng hả? Mà mấy? Em lúc trước là em lưu vô công chuyện em mới về là em nhớ là bữa 26 mình 27 mình năm trước là em về là nửa tháng. Mà tổng cái thời gian á, thường thường người ta vào công ty người ta biết gì, người ta làm tháng cao lương và có cái lợi nhuận của mình đúng không anh? Dạ. Mà em làm tháng mấy là em bỏ thì túi ra khi em không có lợi nhuận mà sau khi em đâm đầu vô là sao? Tại cái lúc đó là ảnh em mới có tỷ có 10 triệu thôi, là đáng lẽ anh mua anh vô câu lạc bộ lao động là anh sẽ mua tới 7 bộ gì là chạy ra tới 100 mấy triệu lận. Tích lũy 10 triệu đó là 10 triệu đó thuộc cái túi em, là 10 triệu nó tích lũy nằm trong cái thẻ hay là tài khoản của công ty? Tiền 10 tích lũy 10 đó là 10 triệu trong túi của em xuất ra luôn á. Và em giờ hiện giờ là em còn đóng một đống hàng cho nên em còn nó giữ 10 triệu là mua collagen cho nên. Bây giờ thế này, lý do tại sao em không bỏ ra hơn 100 triệu đó để em là một cái gọi là ông chủ đẳng cấp để em đi để em ăn tiền lời nhiều mà em về đây em nhờ anh em về phía Bình Dương? Em suy nghĩ gì nè, tại cái lúc mà anh cấp trên anh nói là anh tin Thịnh, anh kêu em là mất tích lũy 10 triệu thôi là đủ có thêm 90 mấy nữa, mà em suy nghĩ là tại lúc trước đó là em suy nghĩ gì nè, em thấy kỳ tiền tại vì em thì không có thể nào mà khả năng nổi, tại vì anh đã vay bên đây là đã đóng một tháng 2.800.000 rồi, mà nếu mà chỉ là có mới là có 37 thôi mà em suy nghĩ qua đây mà tới 190% nữa đó bao nhiêu. Em lúc đó là em ra xe sạn là ra xe đó để anh Thịnh anh đi lấy căn cước của em về đó, với bảo hiểm em về đó là anh xuất tiền ra anh tính chuộc cho em. Mà em suy nghĩ là sửa sẵn cái xe rồi em mới nói anh Thịnh thôi bây giờ em muốn vô làm là câu lạc bộ lao động nữa, em xin làm bình thường được không? Nó rồi anh Thịnh nó điện là ship dưới là kêu em về đó là làm bên bình thường không có đóng bên đó nữa, cho nên là cái tiền tích lũy 10 triệu đó bữa hồi em có hỏi là có trả lại không, không nói là mua sản phẩm rồi là không trả lại. Rồi bây giờ rút cục lại, hôm nay em đã báo công an chưa? Dạ em báo rồi. Em báo rồi, công an trả lời em sao? Công an nào, phường ở đâu? Dạ phường An Phú. Em có vô là em gặp ai, đồng chí nào, tên gì? Tên trường ở thiếu tá hay trung tá hay là đại úy hay thiếu úy? Mấy sao mấy gạch, bạn tên là gì? Em chỉ biết tên Trường thôi, cho má ở là em nghe anh thấy là tên Trường. Tên Trường. Dạ. Em với dục cùng chị kia luôn là cùng hai người cũng là vô đa cấp mà vô thì anh cũng hỏi em ở trình bày sao, em nói là em mua hàng cao cấp như là em đi lừa gạt như vậy đó, em mong là công an An Phú sẽ vô cuộc và giải quyết giùm em lấy số tiền này, mà vô thì anh không có giải thích rõ ràng mà anh la anh chửi anh bới này kia, em nói là em là ngu. Đã bị lừa người ngu gì rồi, kêu em là tại vì em đã ký họp phòng nghi sự rồi cho nên là anh không có vô cuộc được, kêu em muốn cái gì thì gặp cái người mà em đưa tiền đó với phòng nghi sự giải quyết, chứ bây giờ báo lên công an thì công an cũng không có làm được gì đâu. Mà lúc đó em lên đây không, em chỉ viết bản tường trình sẵn có rồi. Em có viết bản tường trình có viết rồi, có đưa danh tường đó không? Dạ, nhưng có một cái miếng photo của em nữa là kẹp vô để anh lên công an gì đó lấy lợi. Có nghĩa là hiện nay là theo em báo thông tin đúng không? Dạ. Là em có bị nghi ngờ bị một công ty đa cấp giả tạo lừa nhưng thực sự không phải công ty đúng chưa? Dạ. Lừa em số tiền đến giờ phút này vừa số tiền vừa hàng hóa và vừa xe và phương tiện và bảo hiểm sau đúng chưa? Vì vậy nha, em phát hiện là mình bị lừa. Dạ.
và em có lên nhờ cơ quan công an phường An Phú. Dạ. Nhưng mà cơ quan đấy nó người ta nói là không giải quyết được. Dạ. Đúng không? Vì vậy thì em ra được về và hôm nay em đến đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng trên mạng xã hội để cảnh báo tất cả mọi người. Dạ. Đúng không? Dạ, dạ. Rồi em còn điều nào muốn chia sẻ nữa không? Em có chia sẻ gì nhà gì nữa không? Hay là... Chồng em hiện nay ấy, là đã đuổi em ra đường chưa? Không, nghiêm túc. Chồng em đã đuổi, phát hiện ra chưa? Dạ, phát hiện rồi. Đuổi chưa? Chồng em táng mấy cái bà tai? Không táng. Anh mà là chồng em là anh bê em vứt em xuống cống cho cá mập ăn, cá sấu ăn. Không có để em ngồi đây còn thế này đâu. Rồi, nói chung là cái sự việc của em thì nói chung ra là cũng tất cả anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng đã đăng tải lên để cho tất cả những cô chú anh chị nào, quý phụ huynh nào mà có những em sinh viên, học sinh hay là những cái người công nhân nào mà thất nghiệp mà cứ nhận những cái tờ rơi mà để xin vô làm những công ty đa cấp mà không hiểu rõ công ty này là công ty gì và phải tra là công ty này thành lập bao nhiêu năm, công ty nó có đóng thuế nhà nước hay không thì mới vô làm. Còn nếu mà vào những công ty mà không có thương hiệu, không có một cái mã số thuế ở trên của nhà nước thì không nên mà để mà đâm đầu vô làm. Cái đây là một sự việc là cảnh báo cho tất cả bà con, nói chung là Bình Dương nói riêng và tất cả bà con cả nước nói chung là nên đi làm việc gì vậy phải cân nhắc cho kỹ và tìm hiểu công ty đó cho rõ ràng để không bị lừa tình trạng giống em nữa, đúng không? Rồi, cái thứ nhất là xin công ty không đóng tiền. Cái thứ hai biết ông chủ là ai, công việc của mình là gì nhá. Tránh tình trạng người ta không lấy tiền của mình nhưng mình làm có thể không lấy được lương. Rất nhiều người hiện nay đã về để báo thông tin nhà anh em để đi Bình Dương rồi nhá. Rồi cuối video này các anh em đây cũng chúc em cùng với gia đình mạnh khỏe. Còn số tiền thì anh chưa dám đảm bảo là có lấy được lại cho em hay không. Nhưng các anh dám đảm bảo đăng video lên để cảnh tỉnh, cảnh báo giống những trường hợp giống như em. Bây giờ mình cần tiền, không may mình lầm lỡ bước vào những con đường đến giờ phút này bê đắt, chúng dụ em đi mua xe và dụ em đi bán xe, chúng lột sạch tiền và mua những sản phẩm không ăn được, đúng không ạ? Đến giờ phút này những thứ này là em phải đem ném cống ngay lập tức cho anh, không được ăn, không được uống, không dùng, tránh tình trạng tiền mất rồi nhưng có thể là em sẽ phải mất nhiều tiền để em điều trị một căn bệnh nhé. Ok chưa? Rồi chúc em luôn thành công nhé. Chúc em thật sự sức khỏe nha.